Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Do ảnh hưởng của bão số 4 có tên quốc tế là Podun, nên từ chiều nay và đêm nay đến ngày 3 tháng 9, tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa trở vào đến khu vực Thừa Thiên Huế, có mưa to đến rất to và tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực này dao động từ 100 cho tới 200mm trong 24 giờ và cá biệt thì có thể lên tới 400mm. Trên các sông suối ở khu vực sông Hồng, sông Thái Bình, sông Hoàng Long và các sông từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế thì sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 tới 8 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở các vùng trũng tại các tỉnh miền núi như là Sơn La, Hòa Bình hay là tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, ngập úng tại các vùng đô thị ở đồng bằng Bắc Bộ. Và do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau thì sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét, biển động mạnh. Trở lại khu vực Tây Nguyên và tại khu vực Nam Bộ thì cũng sẽ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông từ nay đến khoảng ngày 1 tháng 9. Và trên các sông ở khu vực Tây Nguyên thì còn có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ tại các sông suối nhỏ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng thấp tại các khu vực thuộc Tây Nguyên. Bà con cần phải hết sức cảnh giác. Và cuối cùng như thường lệ sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng trên cả nước vào ngày mai. Mời bà con cùng theo dõi. Theo dự báo, đến 10 giờ ngày 30 tháng 8, vị trí tâm bão số 4 sẽ ở trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng từ bão, từ đêm nay 29 tháng 8, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua, mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Từ sáng sớm ngày 30 tháng 8, ở các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua, mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, 11. Từ nay đến 31 tháng 8, ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Lo ngại nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đối với cơn bão số 4 này là sẽ gây ra mưa lớn, nước biển dâng cao từ 5 đến 6 mét và kèm theo đó là lũ quét, sạt lở ở các vùng núi, vùng Trung Du. Bão số 4 có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, trong đó trọng tâm là 4 tỉnh Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Như vậy nếu như đúng dự báo như thế này, nó vào buổi tối là một vấn đề, cần hết sức lưu ý. Cấp lúc đó là dự báo là khả năng chiều cường cao. Đó là cái đặc điểm thứ ba. Rất lưu ý đến cơn bão số 4 này. Một cái điểm thứ tư là hoàn lưu bão này gây mưa lớn trên diện rộng. Trong đó có mấy dự báo trọng điểm này, miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ, vùng Tây Nguyên. Đây là những vùng vừa qua đã bị tổn thương rất lớn về lớp thực bì, về cấu trúc vỏ đất mặt. Do nếu như xảy ra mà mưa lớn dự báo thế này thì hết sức đề phòng lũ ống, lũ quét sẽ xảy ra rất nghiêm trọng.
Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, thì bắt đầu từ đêm mai, ngày 29 tháng 8, Bắc Trung Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa lớn từ 200 đến 300mm. Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An sẽ có mưa rất lớn. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu, ngay từ chiều tối nay, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên phải bắt tay vào chống bão số 4 với phương châm khẩn trương và tuyệt đối không chủ quan. Và cơn bão này vào đúng cái dịp mà ngày nghỉ, lễ. Chính vì thế mà yêu cầu là phải đảm bảo an toàn, tuyệt đối an toàn cho người và tài sản. Và tuyệt đối không được chủ quan. Chúng ta phải tập trung để không để tàu bè, rồi người dân ở những vùng nguy hiểm. Đấy là một nhiệm vụ chúng ta rất có kinh nghiệm thế này, làm mãi. Nhưng không chủ quan mà chúng ta làm quyết liệt sẽ được cái vấn đề này, đúng không? Xác định bão số 4 rất mạnh, khó lường, nên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương sẵn sàng mọi phương án ứng phó, trong đó dứt khoát phải di dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trước mắt phải huy động người và máy móc, tập trung thu hoạch nhanh khoảng 400.000 ha lúa hè thu ở Bắc Trung Bộ đã chín, với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Muộn nhất đến 12 giờ trưa mai, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị phải thực hiện lệnh cấm biển và đưa mọi phương tiện từ ngoài đê vào đất liền, tránh trú an toàn.